Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimetine. Trong cuộc đời của những người trong đấu phá thương khung, thường thường sẽ đi cải cấp và luyện dược bằng cách dùng các loại cỏ Mỹ hay cỏ ngoài tự nhiên để đi chế tạo thuốc thang. Vậy những người được gọi là luyện dược sư có đánh nhau mạnh hơn những người chuyên gia đi đánh nhau hay không? Tất nhiên thường thì luyện dược sư rất khá yếu, nhưng cũng có luyện dược sư cũng có khả năng đánh nhau rất mạnh. Điển hình chính là Tiêu Viêm và Hàn Phong. Ở lần bình luận này anh em của mình xem về Tiêu Viêm và Hàn Phong combat 3 trận đánh nhau hoành tráng như thế nào. Trận đánh thứ nhất giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong. Trong lần này, Tiêu Viêm và Hàn Phong đã va chạm lần đầu tiên là ở trong nội viện học viện Già Nam. Khi lần đó Di Hòa với Lạc Tâm Viêm phá phong ấn thiên phần luyện khí tháp ra bên ngoài, ông bốc thuốc Hàn Phong đã mang một số anh em đấu hoàng vào gặp Tô Thiên Đại trưởng lão để xem có cơ hội vác trộm lửa Di Hòa mang đi. Tuy nhiên kế hoạch của Hàn Phong đã không thành công do Tiêu Viêm đã phá nát. Ở trận chiến này, trình độ của Tiêu Viêm là đấu linh, còn Hàn Phong là đấu hoàng. Sau khi Tiêu Viêm giải quyết con hàng phạm lao xong, hắn đã dung hợp hai loại dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa và cố linh lãnh hỏa, tạo ra quả bom Phật nổ hỏa liên. Còn Hàn Phong cũng không phải đầu để mọc tóc, hắn cũng dùng dị hỏa hải tâm diễm của mình tạo ra một lớp la chắn phòng thủ kiên cố trước Tiêu Viêm. Nhưng với khả năng nổ Phật nổ hỏa liên quá khủng khiếp, kể cả Hàn Phong cũng không đỡ nổi phát nổ đó. Hàn Phong đã bị ngắt được hai người Kim và Ngân đấu hoàng vác chạy mang trở về Hắc Sa Phật. Còn toàn bộ người học viện Già Nam đang có mặt đều không rõ sức mạnh của Tiêu Viêm bá đạo như thế nào. Tuy nhiên cũng vì như thế mà Tiêu Viêm mất sức, rơi xuống thiên phần luyện khí tháp cùng với dị hỏa Lạc Tâm Viêm và được các trưởng lão theo sự chỉ đạo của Tô Thiên phong ấn lại Tiêu Viêm và Lạc Tâm Viêm ở dưới đáy dung nham học viện Già Nam. Trận đánh thứ hai giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong. Sau khi Tiêu Viêm ở dưới đáy dung nham thiên phần luyện khí tháp, hắn đã làm hai việc trọng đại, một là hấp thu dị hỏa Lạc Tâm Viêm, hai cũng là hấp thu nhưng nó lạ lắm, là hấp diêm Mỹ Đô Tòa có thai. Ngoài ra Tiêu Viêm cũng đột phá từ đấu linh lên đấu vương 9 sao. Hắn cùng Mỹ Đô Tòa hợp sức phá phong ấn thiên phần luyện khí tháp đi ra bên ngoài. Đoạn thời gian này Tiêu Viêm nghe được tin tức từ Hàn Phong đã thành lập ra một liên minh có tên là Hắc Minh, tập hợp một số thế lực của Hắc Sa Vực. Do đó Tiêu Viêm cùng Tô Thiên dẫn theo một số người học viện Già Nam đã tiến đánh Hắc Minh để giải thể. Tất nhiên trận chiến này bên team 1 Tiêu Viêm và bên team 2 Hàn Phong vẫn chia đội hình đánh nhau rất hợp lý. Tiêu Viêm hắn đánh nhau với Hàn Phong ở trên top. Tô Thiên vẫn bị cặp đôi đi bot Kim và Ngân lao giả cầm chân. Trở lại với sức mạnh của Hàn Phong là đấu hoàng 9 sao bán đấu tông, Hàn Phong vẫn vận dụng được sức mạnh của đấu tông quá khủng khiếp, đã bị Tiêu Viêm dung hợp hai loại dị hỏa và tử hỏa, gồm có thanh liên địa tâm hỏa và lạc tâm viêm tử hỏa tạo thành phỉ thúy hỏa liên, đánh với dị hỏa hải tâm diễm của Hàn Phong. Tất nhiên Hàn Phong cùng với Tiêu Viêm đều mất khả năng chiến đấu sau vụ nổ. Nhưng Tiêu Viêm nhờ có Mỹ Đô Tòa ra tay trợ giúp đã sút chết Hàn Phong một phát. Kể cả có thiết hộ pháp đấu tông hồn điện có phi ra như một thằng đần cứu Hàn Phong, nhưng hiện hộ pháp chỉ có thể mang linh hồn của Hàn Phong mang đi do Mỹ Đô Tòa bảo kê Tiêu Viêm. Trận đánh cuối cùng giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong viết ở cuối trang. Sau khi Hàn Phong được hiện hộ pháp mang về hồn điện, Hàn Phong nhờ vào mối quan hệ lâu của mình với một cốt lão nhân, mà một cốt lão nhân chính là sư huynh của Dược Lão. Hàn Phong bây giờ chỉ là một linh hồn. Hắn chấp nhận mang hình hài xấu xí nhưng kết cấu không được đẹp. Hắn chấp nhận đưa dị hỏa hải tâm diễm của mình cho một cốt lão nhân để được sống lại. Vì vậy một cốt đấu tôn dùng bí pháp hồn điện hồi sinh Hàn Phong thành công với ước mơ báo thù Tiêu Viêm của mình. Một lần nữa Hàn Phong cùng với hiên hộ pháp hồn điện vác xe Exciter quay trở lại Hắc Gia Vực Quẩy, chứ không phải đi bắt trộm chó. Hàn Phong ở Ma Viêm Cốc muốn tạo ra một liên minh đối phó với học viện Già Nam. Tiêu Viêm theo thói quen dẫn người học viện Già Nam đến xem tình hình, nên đã có một cuộc ẩu đả vô cùng to lớn tại nơi này. Hiên hộ pháp được linh hồn thiên hỏa tôn giả Tô Thiên hợp sức vây bắt được, còn Tiêu Viêm và Tiểu Tiên cùng nhau đánh với Hàn Phong một trận. Tiêu Viêm người chơi hệ xài bom đã dung hợp ba loại dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa, cố linh lãnh hỏa cho nổ nát xác Hàn Phong. Thời gian Dược Lão bị còng số 8 làm trăng sức khắp người, Tiêu Viêm đã cứu ông khỏi trại giam của hồn điện. Hắn đã đưa linh hồn Hàn Phong cho Dược Lão xử lý. Cảm ơn anh em đã xem hết video.